Ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, bảng G hứa hẹn là bảng đấu sẽ mang đến nhiều cuộc đối đầu hấp dẫn với 4 đội bóng ở Đông Nam Á là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Gương mặt cuối cùng ở bảng đấu này là một đại diện đến từ khu vực Tây Á, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Là đội bóng nằm ở nhóm hạt giống số 1, dễ hiểu khi mà UAE được giới chuyên môn đánh giá cao nhất ở bảng G. Trên bảng xếp hạng FIFA, UAE cũng là đội đang có thứ hạng cao nhất tính đến ngày 14 tháng 6 năm 2019 khi họ đang đứng ở vị trí thứ 67. Rõ ràng là so với các đối thủ còn lại ở bảng đấu, đẳng cấp và kinh nghiệm của UAE vẫn nhỉnh hơn. Họ chính là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi nhất bảng và tấm vé đi tiếp. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá UAE, ông Bin Galita cũng tỏ ra hết sức tự tin khi nhận định về cơ hội đi tiếp của đội tuyển nước nhà ở vòng loại World Cup 2022. Chia sẻ với tờ Good News thì ông này cho biết đội tuyển quốc gia của UAE luôn là đội bóng được đánh giá cao ở bất kỳ một giải đấu nào mà chúng tôi tham dự. Tôi tin rằng chúng tôi là một đội bóng top đầu châu Á và sẽ không khó để vượt qua vòng loại thứ hai này. Đơn giản là vì chúng tôi đang sở hữu một lứa cầu thủ tiềm năng và sẵn sàng làm nên những điều đặc biệt. Chúng tôi đã thể hiện được điều này ở Asian Cup 2019 và tôi tin rằng phong độ ấn tượng đó sẽ tiếp tục được trình diễn ở vòng loại World Cup 2022. Ông Bin Galita còn nói thêm rằng, hơn nữa, chúng tôi còn có một huấn luyện viên trưởng đẳng cấp thế giới, người đã biết cách kết hợp giữa sức trẻ và yếu tố kinh nghiệm. Tôi tin rằng huấn luyện viên trưởng đội tuyển UAE sẽ giúp các cầu thủ đội nhà phát huy được những tố chất tuyệt vời nhất của mình. Hiện tại thì UAE đang có chuyến tập huấn ở Áo dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên trưởng người Hà Lan. Đợt tập huấn này sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 7 tới và trận ra quân của đội tuyển UAE ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ là chuyến làm khách đến sân của Malaysia vào ngày 9 tháng 10. Trái ngược với sự lạc quan của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá UAE thì báo giới nước này lại lo ngại cho đội nhà khi rơi vào bảng đấu có mặt đội tuyển Việt Nam. Đánh giá về cục diện bảng G vòng loại World Cup 2022 thì truyền thông của Tây Á lại tỏ ra lo lắng về khả năng đi tiếp của đội tuyển UAE. Thậm chí là tờ Kura còn chỉ ra đích danh rằng Việt Nam là đối thủ mà đoàn quân của huấn luyện viên Man Mawich phải cẩn trọng. Tờ Kura đã viết rằng đội tuyển UAE sẽ đối mặt với những trận đấu khó khăn để giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Sau khi kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 được công bố, UAE nằm ở bảng G cùng với Việt Nam, Thái Lan, Indo và Malaysia. Tất cả những đội này đều thuộc khu vực Đông Nam Á, tuy nhiên thì UAE cần phải đặc biệt dè chừng Việt Nam. Trong 2 năm gần đây, bóng đá Việt Nam đã gây bất ngờ lớn ở châu Á nhờ sự vươn lên mạnh mẽ của các cầu thủ trẻ. Trong đó phải kể đến chiến tích giành vị trí Á quân ở giải U23 châu Á 2018. Ở giải đấu đó thì Việt Nam đã vượt qua các đội bóng lớn như là Serie A, Iraq, Qatar và chỉ chịu thua Uzbekistan ở trận chung kết với tỷ số 1-2. Cầu thủ xuất sắc nhất của Việt Nam ở giải đấu đó là Nguyễn Quang Hải, người đã ghi được 5 bàn thắng. Ngoài Kura thì các tờ báo nổi tiếng khác tại Trung Đông như là Emirates Stadium, The National và Khaleej Times đều nhận định đội tuyển Việt Nam sẽ là đối thủ lớn nhất trên con đường giành ngôi nhất bảng G của đội tuyển UAE. Bản thân trang chủ của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cũng đã đưa ra nhận định thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo mới chính là mối nguy hiểm thật sự với đội chủ nhà của kỳ Asian Cup 2019 UAE. Không phải bàn cãi quá nhiều, đội tuyển UAE chính là đội bóng được đánh giá mạnh nhất ở bảng G. Thầy trò huấn luyện viên Van Marwijk cũng là cái tên được xếp ở nhóm hạt giống số 1. Tuy nhiên, Việt Nam và Thái Lan cũng đang vươn mình mạnh mẽ để trở thành những ông lớn thực sự của châu Á, đặc biệt là sau màn thể hiện ấn tượng ở Asian Cup 2019. Trang chủ của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cũng khẳng định thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo là mối nguy hiểm hàng đầu đối với đội tuyển UAE. Bảng G chắc chắn là bảng đấu cực kỳ thú vị để theo dõi, với 4 đội tuyển đến từ Đông Nam Á. Nó chẳng khác nào một giải đấu nội bộ của khu vực này. Cùng với đó thì UAE cũng đang hướng đến mục tiêu giành vé trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần đầu tiên sau giải đấu năm 1990 ở Italia. Dù được đánh giá cao nhất nhưng UAE cũng không thể xem nhẹ những thử thách mà họ sẽ phải đối đầu. Nhìn vào màn trình diễn ấn tượng ở Asian Cup 2019 vừa rồi, Việt Nam và cả Thái Lan nữa đều có thể trở thành mối nguy hiểm dành cho UAE.
Hai đội còn lại là Indonesia và Malaysia thì cũng luôn sẵn sàng tạo ra những bất ngờ thú vị. Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, 40 đội sẽ được chia thành 8 bảng đấu, mỗi bảng 5 đội. 8 đội giành vị trí nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng loại thứ 3, đồng nghĩa với tấm vé chính thức dự Asian Cup 2023 ở Trung Quốc. Với cục diện cực kỳ khó đoán ở bảng G, thì Việt Nam vẫn hoàn toàn có thể giành ngôi nhất bảng nếu như đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo chơi với phong độ xuất sắc nhất của mình. Cũng nên nhớ rằng Quang Hải và các đồng đội sẽ rất khó đi tiếp với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, bởi rằng không dễ để đánh bại những Indonesia, Malaysia hay là Thái Lan với những tỷ số đậm. Về phía Thái Lan thì ngày hôm nay 19 tháng 7, Liên đoàn bóng đá nước này cũng đã tổ chức lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan Akira Nishino. Vị chiến lược gia người Nhật Bản đã đặt bút ký bản hợp đồng có thời hạn là 2 năm để dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Thái Lan. Tại lễ ra mắt, huấn luyện viên Akira Nishino cũng đã có những chia sẻ về bảng đấu của đội tuyển Thái Lan tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong đó thì nhà cầm quân 64 tuổi này bày tỏ mong muốn cùng với voi chiến giành vé tới World Cup. Huấn luyện viên Nishino phát biểu rằng, mục tiêu của tôi là giúp đội tuyển Thái Lan có thể thi đấu sòng phẳng với những đội tuyển mạnh như Nhật Bản. Trong ngắn hạn, tôi muốn hướng tới những thành công tại vòng loại World Cup, vòng loại Asian Cup và SEA Games. Với vòng loại World Cup 2022 thì tôi cho rằng UAE là đội mạnh nhất bảng G. Tuy nhiên trước mắt tôi và đội bóng cần có những chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận ra quân đối đầu với đội tuyển Việt Nam và sau đó là trận gặp Indonesia. Thực sự là tôi mơ được cùng với đội tuyển Thái Lan tới World Cup 2022. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somiot Pumpamoang cũng chia sẻ: chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa cho ông Akira Nishino tại vòng loại World Cup 2022. Và tôi tin rằng với kinh nghiệm của mình, huấn luyện viên Nishino sẽ mang đến những thành công cho bóng đá Thái Lan. Ông có mặt tại đây đã góp phần củng cố mối quan hệ giữa Nhật Bản và Thái Lan. Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng quyết định trả cho huấn luyện viên Nishino với mức lương kỷ lục lên tới 970.000 đô la Mỹ một năm. Con số này cao gấp 4 lần mức lương mà huấn luyện viên Park Hang-seo đang được hưởng từ Việt Nam, khoảng 240.000 đô la Mỹ một năm. Tuy nhiên thì vị chiến lược gia người Nhật Bản cũng lại phải đối mặt với áp lực thành tích rất lớn tại vòng loại World Cup 2022, vòng loại Asian Cup 2023, SEA Games 30 và vòng chung kết U23 châu Á 2020. Đây sẽ là thử thách đầy khó khăn của huấn luyện viên Akira Nishino, bởi Việt Nam đang là đội tuyển số 1 Đông Nam Á. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, thế hệ vàng Công Phượng Quang Hải chưa từng thua bất cứ một đội tuyển nào trong khu vực. Ngoài ra thì khó khăn cũng xuất phát từ nội bộ đội tuyển Thái Lan, bởi ông Nishino chỉ có hơn một tháng để làm quen và xây dựng chiến thuật cho voi chiến. Về phía Việt Nam thì để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ triệu tập tối đa 27 cầu thủ trước khi chính thức chốt danh sách là 23 cái tên theo quy định của FIFA. Mới đây thì Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, ông Lê Hoài Anh đã có những chia sẻ về kế hoạch nhân sự của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Ông cho biết rằng mỗi trận ở vòng loại World Cup 2022 chỉ được đăng ký 23 cầu thủ. Do đó, theo huấn luyện viên Park Hang-seo, trong mỗi đợt tập trung sắp tới chỉ gọi tối đa 27 cầu thủ để thuận tiện cho việc sàng lọc. Do cả hai đội tuyển cùng tập trung vào 3 đợt FIFA Day diễn ra vào đầu tháng 9, tháng 10 và 11, cho nên trợ lý Kim Han-jun tiếp tục quán xuyến tuyển U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đá vòng loại World Cup. Lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng G tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, nơi có mặt của các đối thủ đầy duyên nợ khu vực Đông Nam Á và đối thủ ở Tây Á. Chính vì vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò sẽ phải làm việc hết sức nỗ lực để có thể giành được kết quả cao nhất tại vòng loại World Cup 2022. Trong kế hoạch của mình thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những tính toán nhân sự cho đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 2 này. Ở bảng G, với sự xuất hiện của 4 đại diện đến từ Đông Nam Á, những đối thủ đã quá hiểu nhau sau AFF Cup 2018, cho nên nhà đương kim vô địch cũng cần phải đổi mới chính mình. Cầu thủ Việt Kiều chính là cách mà chiến lược gia người Hàn Quốc và VFF đang lên kế hoạch để chuẩn bị, cân nhắc đưa vào thực hiện. Ông Park rõ ràng là có lý do mới cất công sang tận Na Uy để xem dò Alexander Đặng hay liên lạc với thủ môn Philip Nguyễn.
tiết lộ với báo chí Việt Nam trong lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, ông Trần Quốc Tuấn đã nói rằng bộ phận điều hành của Liên đoàn đã tiến hành tiếp xúc với các cầu thủ Việt Kiều. Vấn đề có hay không ở đội tuyển thì trước hết là họ phải là những cầu thủ có quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên thì điều này ở các cầu thủ hiện lại chưa có. Nhiều thông tin cho rằng là quá trình làm quốc tịch cho thủ môn Philip Nguyễn đang được tiến hành nhưng chưa ấn định thời gian hoàn thành. Trong khi đó thì tiền đạo Alexander Đặng đã gửi hồ sơ xin lấy quốc tịch Việt Nam. Đây là hai cái tên sáng giá, nhiều khả năng sẽ khoác áo đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Tuy nhiên thì ông Trần Quốc Tuấn còn cho biết điều kiện để cầu thủ Việt Kiều trở về phục vụ quốc gia là bản thân cầu thủ phải thể hiện sự khát khao cống hiến. Quan trọng nhất là đáp ứng yêu cầu và được huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo chấp nhận. Có như vậy thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF mới thực hiện được. Ngoài những nhân tố mới từ nước ngoài thì đội tuyển Việt Nam cũng cần bổ sung nhiều cái tên thay thế cho những trường hợp vắng mặt vì phong độ hoặc là chấn thương. Thế nên là huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự đang bám sát diễn biến các trận đấu ở V-League. Một trong những thay đổi đáng kể nhất dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo là việc tập trung đội tuyển ngắn hạn xen kẽ với lịch thi đấu V-League. Vừa qua thì đội tuyển U23 Việt Nam đã thực hiện điều này với 18 cầu thủ, đó là những người mới, ít được ra sân thi đấu và đang lấy lại phong độ. Cách làm này giúp cho huấn luyện viên người Hàn Quốc cân nhắc các vị trí, lựa chọn nhân tố phù hợp nhằm sẵn sàng bổ sung lực lượng để có đội hình mạnh nhất. Tuyển Việt Nam có trận đầu tiên trên đất Thái Lan vào ngày 5 tháng 9. Các cầu thủ Việt Kiều có chưa đầy 2 tháng nữa để hoàn tất thủ tục và nếu được chọn thì họ có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam trong chiến dịch quan trọng kéo dài đến tháng 6 năm 2020.